làm nó dễ lên top hơn. Và chúng ta cứ làm từ khóa dài lên top thì từ khóa nó sẽ kéo từ khóa ngắn lên top. Tại sao chủ doanh nghiệp lại phải lên chiến lược marketing để tăng doanh thu mà không tăng chi phí của mình? Mến chào các bạn. Trong video này tôi sẽ chia sẻ cho mọi người những cái lý do tại sao chủ doanh nghiệp trước khi triển khai marketing online lại phải lên chiến lược marketing trước khi bắt đầu triển khai. Thế thì rất nhiều chủ doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong cái vấn đề đó là cái chi phí thì luôn tăng cao theo thời gian. Tại vì bây giờ như rất nhiều đối thủ cạnh tranh rồi. Rồi thì có khi là làm mãi không thấy kết quả đâu. Đúng không ạ? Rồi thì làm mãi thì doanh thu không thấy tăng mà cứ thấy là dậm chân tại chỗ hoặc là giảm đi. Hay là một số người là hỏi tôi đó là làm thế nào để không bị bí ý tưởng. Có nghĩa là họ làm nội dung một thời gian ấy, họ rất là bí ý tưởng, họ không biết phải làm như thế nào. Rồi thì họ làm rất lâu mới đạt được cái mục tiêu. Thế thì họ mong muốn rằng trong một cái thời gian ngắn để họ đạt được mục tiêu ấy, thì video này tôi sẽ chia sẻ cho mọi người để mọi người biết cách này. Thứ nhất đó là mọi người biết cách đó là tìm đúng cái kênh triển khai. Thứ hai đó là khi mà chúng ta tìm thấy cái kênh triển khai rồi thì chúng ta hãy chọn cái chủ đề. Làm sao trên cái kênh đó nó ít sự cạnh tranh của đối thủ mà chúng ta lại lên top được. Đó, nghĩa là chọn kênh rồi sau đó lại chọn đối thủ, đúng không ạ? Tiếp theo là gì? Sau khi chọn cái chủ đề rồi thì chúng ta lại phải chọn những cái từ khóa mà khách hàng tìm kiếm ấy. Để nó để chúng ta làm trước, để chúng ta lên top trước. Rồi, thì sau đó thì chúng ta làm nó mới nhanh có kết quả và có thể vượt đối thủ khi mà mình có được chiến lược như thế này. Đó. Thế thì để nếu mà các bạn muốn làm được những cái điều đó thì các bạn cần làm một cái số việc sau này. Các bạn thấy này. Bước đầu tiên thì các bạn phải hiểu đó là marketing online có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta làm marketing nhưng mà trên cái môi trường online, trên cái môi trường các cái công cụ online đấy. Thì các bạn thấy này, thứ nhất là phải có các kênh chủ yếu này thì các bạn sẽ nắm được này. Thứ nhất là kênh truyền thống và ok là kênh website. Đấy. Tiếp theo đó là kênh về YouTube. Tiếp theo đó là kênh Facebook, đúng không? Tiếp theo đó là kênh TikTok. Đấy. Ngoài ra thì còn rất nhiều kênh nhé. Ví dụ như là Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, gọi rất nhiều kênh khác, Zalo các kiểu nữa. Nhưng mà đây tôi lấy bốn kênh chính mà mọi người hay chủ đạo ở đây nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như này. Thứ nhất đó là cái việc mà chúng ta sẽ phải phân tích đối thủ. Thì chúng ta phân tích của mình ý này này. Ví dụ như là đối thủ họ mạnh kênh nào. Đấy, họ mạnh kênh nào. Đó, họ mạnh kênh nào, họ đã triển khai những cái kênh nào. Đó, họ làm mạnh không, họ có làm thường xuyên không. Trên online nhá, không sợ những người đứng top. Nhưng mà chỉ sợ những người là họ làm thường xuyên thôi. Họ không đứng top nhưng họ làm thường xuyên thì dần dần họ sẽ chiếm top. Còn đã đứng top rồi mà lại không làm thì lại không ok. Không sao hết. Đó, thế thì các bạn, tôi mới gợi ý một số các bạn có thể cạnh tranh đối thủ này. Ví dụ đây. Đây, ví dụ như là trước tôi làm cá kho lòng có đại, tôi lấy cái study tadi này cho các bạn để tại sao tôi phân tích điều này. Nào, cá kho lòng vũ đại. Đấy, thì ở đây nha, cá kho lòng vũ đại này. Thì các bạn thấy này. Đấy, mấy cá kho bá kiến với cá kho cổ truyền đang quảng cáo này. Ngoài ra này, thì ấy, có các trang web như là điện máy xanh này, đấy, Vinpearl này, đúng không ạ? Bách hóa xanh này, đấy, rồi cái trang này. Đấy, rồi thì hướng nghiệp Á Âu này. Nói chung là mấy cái trang họ đứng top hết rồi. Mà toàn trang báo mạnh thôi. Đó, toàn trang báo mạnh. Cho nên là tôi triển khai cái web này. Nhưng mà tôi thấy là nó không ổn lắm. Nên là tôi chuyển qua cái kênh khác. Thì cái kênh website này này, khi các bạn thấy này, có nhiều đối thủ lớn ở trên các cái kênh này rồi. Mà kênh này nó chỉ là có 10 vị trí top thôi, cộng với mấy vị trí quảng cáo này, trên và dưới này. Thì các bạn sẽ khó làm hơn. Đấy, khó làm hơn. Đó. Cho nên là các bạn cần chú ý. Đấy, đây các khoảng thời tôi cuối đây, 14. Đấy, thế thì các bạn thấy này.
các bạn sẽ cần phải chú ý hơn về cái điều này. Đấy, nếu mà nhiều đối thủ như này rồi thì chúng ta đấy, chúng ta cứ ghi vào bây giờ top 1 là bao nhiêu, ví dụ ở đây họ có hay làm hay không, ví dụ như là cái kênh này, các cái kênh báo chí cái mình cũng phải ghi vào. Đấy, kênh này này đó, họ làm cũng khá là nhiều. Đấy, thì mình xem thử là cái chủ đề cá kho làng Bố Đại nhá, xem thử xem là cá kho làng Bố Đại Điện Bàn Tranh. Thực ra cái trang này nó không biết quá nhiều về cá kho làng Bố Đại đâu, đúng ạ, có 20 đây, cũng có đấy, cũng nhiều bài viết phết đấy. Đấy, làm cá kho đúng không ạ. Đấy, mình xem thêm đó, ok đấy. Nhưng mà cái kênh, nếu mà phân tích về cá kho này thì cái kênh website này có độ cạnh tranh rất là cao. Nếu mà chúng ta làm ấy thì website này rất khó lên, làm thực sự là phải đầu tư rất là mạnh liệt mới lên được. Đấy, thế thì ngày xưa tôi có phân tích cái cá kho này, cái website thì có mấy ông lớn, ông cá kho Bá Kiến, cá kho Trần Luận là đang đứng top rồi. Thế mình làm thì may chăng đứng top 3, đúng không? Đấy, mấy năm sau thì bắt đầu là gì, những cái kênh này bắt đầu nó vào viết thì mình khó lên hơn. Cò bó ở website này thôi thì cái lượng tìm kiếm ấy nó sẽ thuộc về những ông đứng đầu. Cho nên tôi sẽ tìm cái ở mức đó là chúng tôi lên cái Facebook. Đấy, năm 2016 là bắt đầu Facebook là nó cũng khá là, bắt đầu nó cũng không hẳn là mạnh nhưng mà nó cũng rất là ok. Thế thì bắt đầu mình mới tìm này, cá kho làng Bố Đại. Đấy, cá kho làng Bố Đại. Thế thì mình xem là có những cái page nào của những ông lớn này, xong họ chạy quảng cáo gì. Đấy, dựa vào đây, nó vào trang. Đấy, có những cái page. Đấy, những cái page này, những cái page thì bây giờ lượt theo dõi không nhiều lắm. Ví dụ trang này của tôi là 60.000. Đó, những trang này là bình thường họ quảng cáo, nó cũng có những cái trang họ mua thôi. Đấy, có những cái trang họ cũng làm. Thế thì các bạn xem là cái mức độ quảng cáo trên này như thế nào thì các bạn thử xem. Đấy, ở trên này thì độ cạnh tranh trên Facebook của nó cũng không quá nhiều. Các bạn hoàn toàn có thể sell page hoặc các bạn có thể chạy quảng cáo ở trên này để các bạn làm. Nó chạy quảng cáo thì ở đây mức hiển thị thì nó hoàn toàn có thể giúp các bạn có thể đột phá được. Cho nên là mấy năm trước, là từ năm 2016 đó, bắt đầu là tôi quảng cáo Facebook là nhiều ở trên này. Đó. Tiếp theo là chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta phân tích cái kênh YouTube. Đấy, cái từ khóa chính vẫn là cá kho làng Bố Đại. Đấy, bắt đầu mình phân tích nhá, phân tích các kênh đó. Đúng không? Phân tích các kênh. Đấy, cá kho làng Bố Đại đấy. Này, ông Ninh ông làm cá kho Hoàng Thơ đứng top hết rồi. Đấy, ví dụ mình mà thấy ông mới làm mà thấy toàn được top mấy triệu view này là cũng không dám làm, vì độ cạnh tranh nó quá là lớn rồi. Ông đứng top ở đây quá là ghê gớm rồi. Đấy. Thì các bạn mới thấy đấy. Đấy. Thì các bạn thấy là bắt đầu là từng thứ một. Ngày xưa tôi làm là cái kênh YouTube này nó ít người làm, chưa có nhiều người làm đâu. Đây, bắt đầu tôi mới làm kênh YouTube và bắt đầu mới review, mới mời các kênh về review để sản phẩm của mình đứng top. Đó. Đấy, đây là ví dụ, đây là cái video mà tôi làm đây. Đấy, đây video làm cá kho Hoàng Thơ đây. Đấy, còn những video kia là tôi mời các đơn vị về review, các người có tầm ảnh hưởng về review. Đấy. Thế thì bắt đầu mình có thể phân tích được các cái kênh chủ yếu như này. Xem họ làm hay chưa? Đặc biệt bây giờ có TikTok nữa. Thì các bạn xem cho là các kênh lớn, các cái cơ sở sản xuất bắt đầu họ làm trên cái kênh đấy chưa? Nếu chưa làm thì bắt đầu mình làm. Đó, thì đây, ở đây tôi được học một cái, đó là ở đây là sự khác biệt. Nhưng mà khác biệt ở đây nó là khác biệt về thị trường. Giống như là chúng ta thấy một cái sản phẩm nào đó nó đang thịnh hành ở thành phố rồi mà nông thôn mình chưa có thì mình mang sang nông thôn. Thì trên online này cũng như vậy. Cái sản phẩm này ấy, cái thương hiệu này họ làm trên Facebook nó tốt rồi nhưng YouTube họ chưa làm thì mình mang về YouTube mình làm. Đấy, họ làm YouTube, Facebook tốt rồi nhưng họ chưa làm TikTok thì mình làm trên TikTok. Đó, thì chọn kênh nó là như thế. Rồi, đấy, cái phần này chọn kênh thì các bạn có thể, các bạn đã hiểu rồi đúng không? Tiếp theo nhá, là cái từ khóa ngách này, tôi muốn chia sẻ với các bạn này. Nếu mà chúng ta làm ở cái thị trường, cái từ khóa của các bạn
Nếu các bạn làm trên Google thì các bạn tìm cái từ khóa như này cho tôi, các bạn sẽ tìm được ngách từ khóa nào mà các bạn nên làm. Đây, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái tài khoản Google Keyword Planner. Các bạn nhờ ai chạy quảng cáo AdWords ấy, họ tìm cho. Đấy, ví dụ như là đây, tôi sẽ chia sẻ với các bạn đó là để chạy đây. Đấy, đó là mình sẽ tìm từ khóa đó là cá kho làng Vũ Đại. Cá kho Vũ Đại. Đấy, mấy từ khóa chính thì các bạn từ qua đánh vào. Thì các bạn thấy này, đấy, cá kho làng Vũ Đại ở đây thì bắt đầu là có 6.600. Rồi tìm trong một tháng ở đây, tôi tìm xem mức độ cạnh tranh như thế nào nhá. Và tôi copy từ khóa này nào, tôi vào Google, trang google.com này. Tôi mới dùng một cái lệnh nó gọi là own. Own in title ở đây, ví dụ đây, own in title đây. Đấy, own in. Đấy, sau bạn hai chấm một cái, rồi các bạn ngoặc kép. Rồi các bạn copy cái từ khóa các bạn vào, các bạn ngoặc kép. Đấy, lệnh là như này nhá, sau đó các bạn enter. Thì đây chính xác này các bạn này. Các bạn sẽ thấy đó là có bao nhiêu kết quả. Đấy, ở đây có 3.730 kết quả trên 0,41 giây. Đấy, có nghĩa là cái mức độ cạnh tranh ở cái từ khóa này hiện tại bây giờ nó không quá lớn. Không quá lớn. Đấy, nó có 3.000 mấy kết quả thì cũng chơi được, làm được. Đấy. Thế thì nếu mà các bạn làm được, các bạn viết được nhiều ấy, thì viết được những chủ đề nó sát nữa ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể làm được những cái này. Đó, các bạn thấy đây, đây, đây những cái trong web tôi. Thế thì các bạn thấy này, khi các bạn làm này thì các bạn thấy là chúng ta phân tích nếu một cái từ khóa, ví dụ đây, từ khóa mà ví dụ là ngành mỹ phẩm đi, hoặc từ khóa làm trắng da, xem nó kết quả bao nhiêu nhá. Đấy, các bạn thấy này, 118.000 kết quả. Đấy, hai từ khóa nó khác nhau, hai ngành nó khác nhau rồi. Cho nên cái từ khóa này nó sẽ độ cạnh tranh nó cao hơn trên YouTube này. Đấy. Thế các bạn thấy là khi mà chúng ta tìm cái từ khóa làm trắng da thì ở phía dưới này nó có gì, làm trắng da trong một đêm, hoặc gì cách làm da mặt trắng hồng, thì mình copy cái này vào đây, copy cái cách làm da mặt trắng hồng. Đây. Thì mình thử xem cái từ khóa nào nó đít độ cạnh tranh hơn để chúng ta làm nhá. Cách làm da mặt trắng hồng. Đấy, ở đây sao? Nó có 251 lượt tìm. Đấy, hạ kết quả thôi. Cho nên nếu mà các bạn mà biết cách viết cái bài viết mà có từ khóa này thì làm sao? Thì nó dễ lên top hơn cái từ làm trắng da, đúng không ạ? Làm trắng da. Đấy, cho nên là các bạn ở đây này, các bạn cứ dùng cái lệnh này, các bạn sẽ biết đó là nó như thế nào. Đấy, thì các bạn sẽ tìm được những cái từ khóa để các bạn lựa chọn là từ khóa nào chúng ta nên làm trước, từ khóa nào chúng ta nên làm sau. Thì khi đó thì các bạn để viết những cái từ khóa mà có độ cạnh tranh ít ấy, thì các bạn gần như lên top ngay. Và các bạn sẽ có, họ ít tìm kiếm thôi, nhưng mà tìm kiếm phát nào là ra mình phát đấy. Và toàn bộ ông top 1 là gần như ông chiếm lên 80% kết quả rồi, là họ click vào đấy rồi. Đấy, thế thì các bạn mới thấy này. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn nha, như thế này. Đấy, phân tích đối thủ và kênh nào mạnh rồi, bước này rồi. Tiếp theo thì Phân tích cái ngách, hoặc gì, cái từ khóa. Đấy, từ khóa. Đấy, ví dụ này, từ khóa dài thì thường nó cạnh tranh ít hơn từ khóa ngắn. Các bạn nhớ một nguyên tắc này cho tôi. Đấy. Hôm nay tôi không kịp mua cái AZ, lần sau tôi sẽ chia sẻ với các bạn, hướng dẫn các bạn cái tài khoản AZ để phân tích từ khóa trên Google. Đấy. Tiếp theo là gì, chúng ta nên làm từ khóa ít cạnh tranh trước. Cạnh tranh nhiều sau. Hôm nay cũng không mua được goodtool.io, cho nên cũng không thể nào hướng dẫn các bạn kỹ cái việc đấy được. Nó tạm thời nó bị khóa tài khoản.
Đó, cho nên các bạn thông cảm. Nhưng mà hướng đi thế này thì các bạn sẽ thấy này, chúng ta phân tích từ các kênh xem là các cái kênh nào mà đối thủ đang triển khai mạnh, kênh nào mà đối thủ chưa triển khai nhiều và có thể triển khai được thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ chọn cái kênh đấy trước. Thứ hai là khi đã chọn kênh rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái từ khóa dài để chúng ta làm trước, từ khóa ngắn làm sau. Thường độ cạnh tranh ấy, từ khóa dài nó ít cạnh tranh hơn từ khóa ngắn, làm nó dễ lên top hơn. Và chúng ta cứ làm từ khóa dài lên top thì từ khóa nó sẽ kéo từ khóa ngắn lên top. Đấy. Và sau khi chúng ta làm cái đó rồi thì chúng ta tập trung. Tổng lực cho một kênh. Các bạn cứ làm một kênh nhá. Sau khi các bạn lên top rồi, lên top ngon rồi thì sao? Thì vẫn phải duy trì kênh đó. Đấy, cộng thêm với triển khai đa kênh. Đấy, cộng thêm với triển khai đa kênh các bạn nhé. Thì khi các bạn làm như vậy và triển khai đa kênh ấy, thì các bạn bắt đầu mới giống như là cái ngôi nhà mà chúng ta làm một kênh rồi, nghĩa là chúng ta đổ xong một cái cột rồi để chuẩn bị trồng tầng rồi, thì chúng ta làm ba cái cột nữa. Ví dụ như là chúng ta chọn một cái kênh YouTube rồi thì sau này chúng ta sẽ chọn thêm một cái kênh website, chọn thêm một cái kênh Facebook hoặc chọn thêm một cái kênh TikTok. Khi một kênh đã lên rồi, chúng ta dùng kênh đó để kéo các kênh khác thì nó dễ lên hơn, cứ lượt view nhiều thì bắt đầu nó dễ lên hơn đó. Cho nên đây là những cái lý do mà tại sao chủ doanh nghiệp là thường là gì, sẽ phải lên chiến lược marketing trước để tối ưu cái nguồn doanh thu của mình đó. Thì hy vọng rằng cái video này sẽ đã giúp ích một phần nào đó cho các bạn. Nếu mà các bạn xem giờ phút này và các bạn muốn xem những cái nội dung hay hơn, giá trị hơn và là những người đầu tiên mà tôi thông báo khi mà tôi ra những video mới, thì các bạn đăng ký luôn vào kênh của tôi. Nhớ là đăng ký luôn nhé. Và đăng ký ngay bây giờ thì sẽ thông báo cho các bạn những cái video mà là sau tôi ra. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.